Xin chào tất cả các anh em nha. Video này giới thiệu các anh em tham gia một dự án là Carito Research để nhận được 150 top cần Carito các bạn. Để tham gia giá hôm nay, bạn click phần link mô tả dưới video mình mở Telegram muốn start nè. Sau khi muốn start xong bạn lướt cấp trang các bạn. Sau khi lướt cấp trang xong bạn bấm continue. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn join hết tất cả các kênh mạng xã hội này trên group kênh seller các bạn. Đây thì có hai nhiệm vụ là làm trên Twitter và Telegram không bạn. Rồi bạn bắt đáp rồi. Kênh seller thì bạn follow nha bạn. Follow nè. Bắt đáp lại nè. Tại vì follow like và read bot. Fun. Tên thì các bạn theo dõi nè các bạn. Các bạn like và tại read là bởi vì đã game nè các bạn. Chỉ dạng như tại read đã game các bạn. A cộng Carito khoan các bạn, sorry được các bạn tự quyết là thôi được các bạn like và tự quyết để giết cái game được các bạn, khỏi cần chỉ dẫn như tự quyết nha các bạn, rồi các bạn mới đáp lại. Tiếp tục thì các bạn join tiếp kênh seller nha các bạn. Bạn nào chưa follow thì vào follow nha bạn, còn follow rồi bắt đáp lên nha bạn. Tiếp tục thì follow kênh Twitter thứ hai nữa nha bạn. Rồi các bạn like và tweet nha các bạn. Rồi bạn bắt đáp lại. Bạn bao nhiêu nó biết tên nha bạn. Rồi bạn bấm done nha bạn. Rồi tiếp tục bạn gửi là đường link từ blog file username mình nha các bạn. Twitter thì mình copy Twitter mình nè các bạn. Copy link bạn bắt đáp lại. Các bạn vào mở Twitter mình vào trang cá nhân các bạn vào ba chỗ gạch cùng bạn chia sẻ các bạn chết và sẽ nhảy qua đây luôn. Bạn bắt đáp lại các bạn, ba chỗ đây. Rồi bạn gửi nha bạn. Tiếp tục bạn gửi địa chỉ về ETH trên chiếc chút wallet, Mixer wallet, chút MetaMask nha các bạn. Các bạn tìm địa chỉ ETH mình nha các bạn. Rồi các bạn sao chép lên nè các bạn. Rồi các bạn mới đáp lời. Mở Telegram mình ra các bạn bắt vô đây nè các bạn. Rồi bạn gửi cho bot nha các bạn. Tiếp tục hold down. Tiếp tục set nha các bạn. Tiếp tục bấm set để cập nhật tài khoản của mình nha các bạn. Ok, mình đã nhận được 150 token có kêu là Carito các bạn. Vậy video mình đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn và những video clip tiếp theo từ mình nhé.